Mới đây, theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Được biết, sau khi xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo ông Minh Tuệ bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong và hai người phụ nữ bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Minh Tuệ về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Minh Tuệ được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, ông Minh Tuệ tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ông Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực khi đang đi đến đoạn đường thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế. Thông tin trên báo Dân Việt, ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ, thành phố Huế cho biết, chiều tối ngày 2 tháng 6, ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực di chuyển đến khu đất rừng thuộc địa phận thôn Hải Cát, xã Hương Thọ để nghỉ ngơi. Đến khuya cùng ngày, ông Minh Tuệ và đoàn khất thực đã bí mật rời đi. Trước đó, khi ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực đi đến địa bàn xã Hương Thọ, đã thu hút rất đông người hiếu kỳ đi theo. Ngay sau khi ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực rời đi, những người đi theo đoàn này cùng các YouTuber, TikToker cũng tự động giải tán trong đêm tối. Thông tin trên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ, thành phố Huế xác nhận với báo Dân Việt. Đến sáng ngày 3 tháng 6, một số người nơi khác chạy đến, nhưng do không còn thấy ông Minh Tuệ và đoàn người khất thực nên họ cũng đi về, ông Lê Văn Thìn chia sẻ với nguồn trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ cho biết thêm, những người này chủ yếu đến từ các địa phương khác, không có người ở xã Hương Thọ.